Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người một sản phẩm, đó chính là một cái sản phẩm bút kẻ mắt nha. Mình vừa nhận hàng xong mà mình đang tìm cái kéo để mình cắt thành. Anh ơi, có kéo nào đấy không? Chờ mình tí. Chị đâu có kéo đấy không chị? Đây mình sẽ cắt cái sản phẩm này ra để review cho mọi người. Bút kẻ mắt dạng lỏng màu đen, chống nước, chống mồ hôi. Không biết có hãng nào đây, lâu nay lấy hàng Shopee hơi bị nhiều nha. Toàn là hàng săn sale mà đã về rất là nhanh luôn. Đây của hãng gì đây? Suke. Không biết là hàng rẻ như này thì có đảm bảo chất lượng không như nào. Đây mình xem đã nha. Thề luôn, mình nhiều bút kẻ mắt lắm luôn, phải tầm 4-5 cái bút kẻ mắt mà vẫn mua thêm. Không hiểu, mua vì đam mê à? Một năm chắc cùng lắm dùng đến 1-2 cái, mua 4-5 cái liền vẫn mua. Để mình bóc cái vỏ này ra đã. Đói bụng quá. Nguyệt đây ở dưới có cơm rồi đấy em ạ. Vâng. Ok, để mình kẻ thử ra tay xem nó như nào nha. Ủa chắc cái đầu bút nó chắc ấy nhở. Trời, cái đầu bút nó chắc quá, không mở ra được. Đây, mình kẻ thử trên tay nha. Ủa đầu bút nó mạnh mà nó lâu trôi phết mọi người ạ. Ờ, bút này ok nha. Nhưng mà phần chê của nó, cái phần nắp của nó hơi khó đóng. Phần nắp bút này, nắp bút kẹo. Hiếp mấy đơn này nó giao nhanh dã man luôn ấy. Mới đặt mấy ngày nay xong đã giao rồi. Thế là mình đã nhận được hơn 10 đơn. Từ bữa giờ mình nhận hơn 10 đơn Shopee. Mình bóc cái sản phẩm tiếp theo nữa ra để mình xem trong đây đôi dép của mình mới đặt xong. Đây chưa? Nguyệt ơi, dạ. Nhìn này. Dép à? Mua máy á? Chị mua hàng rẻ mà. Gần mất thì sang xe được 1 cái. Không. Không, dép này là được 1 ca. Dép này là không sân. To vãi, mình đã đặt size 36 mà nó vẫn to nhỉ. Sang của em to lắm. Chiến à? Ok. Ghép xinh nhở? Ghép xinh. Có mấy chục nghìn thôi là xinh phết. Bút kẻ mắt dạng lỏng màu đen chống nước này của Soke. Nhắm vừa thôi. Thế là tất cả các đơn của mình đều về rồi. Mình nay mình không phải lấy hàng gì nữa. Hết tiền lấy hàng luôn rồi. Tại vì bạn anh Long ngọt quá. Cái mắt này đánh giá là ủi hàng quốc tế mà giao nhanh phết mọi người ạ. Cái này là cửa hàng quốc tế chứ không phải ở Việt Nam nha. Mô tả sản phẩm, chào bạn thân mến, chúc mừng bạn đã đến cửa hàng của chúng tôi, giảm giá 50%. Hay đi. Mày nói cái gì mà đi.
Chúng tôi là người bán trà hàng Trung Quốc và hàng hóa được gửi từ Trung Quốc, phải mất khoảng 5. Bình thường hàng Trung Quốc mọi người sẽ mất khoảng 5 đến 7 ngày để nhận hàng, ít nhất tầm đấy. Nhưng mà đây mình chỉ mất tầm có 3-4 ngày thôi là mình đã nhận được sản phẩm này rồi luôn mọi người ạ. Rất là nhanh. Và ai sẽ đến tận thủ? Mình đang rất là đói bụng thôi. Tính năng thương hiệu mới, chất lượng cao, dễ dàng vẽ một đường mỏng tinh tế, các sắc thái tuyệt đẹp, quanh mắt kéo dài, lý tưởng để tạo độ nét chính xác và hiệu ứng làn dài nhanh khô, dễ mặc lâu dài, tự nhiên không thấm nước, chống mồ hôi, thấm dầu, nhỏ và tiện lợi, dễ mang theo, khối lượng tịnh là 1,5 gram. Anh không ăn cơm luôn à? Anh không ăn cơm luôn à? Không thấm nước, chống mồ hôi, chống dầu, nhỏ và tiện lợi, dễ mang theo, thời hạn sử dụng là 3 năm. Anh thấy đâu rất đẹp đẹp anh? Anh ơi! Dạ. Tí nữa đó, đang review bút kiểu mắt mới này. Tí nữa em sẽ cho mọi người mượn để review nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Bye bye mọi người nha. Mọi người nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách cho mình xin một lượt like, một lượt share, một lượt subscribe nha. Bye bye.